Hôm nay chúng ta sẽ giới thiệu thêm một cái kỹ năng nữa có liên quan tới ảnh mà sẽ sử dụng ở trong cái bảng trình bày của chúng ta trong cái design. Bình thường ra thì khi mà làm việc với ảnh thì tôi cũng đã nói chuyện với các bạn về các cái yếu tố kỹ thuật và các cái yếu tố trình bày mà chúng ta cần phải để ý khi mà làm việc với một cái bức ảnh ở trong cái design. Đấy là các cái vấn đề kỹ thuật, ví dụ như là hệ màu nó phải là CMYK này, độ phân giải nó phải là 300 này, sắp ảnh vào thì nó phải là chẵn cột này, hoặc là nếu như là tràn trang thì chúng ta phải chừa xén này, hoặc là tránh những cái trường hợp là để những cái ảnh mà thuộc dạng chân dung hoặc là ảnh mặc người quan trọng các thứ nổi tiếng vào tràn vào giữa hai trang, vân vân. Đấy là những thứ mà tôi cũng đã nói sơ bộ với mọi người. Nhưng mà còn một thứ nữa mà chúng ta cũng có thể là gặp trong trường hợp mà làm việc, đó là các bạn có thể làm với một cái bức ảnh mà mang tính nhuộm màu. Nhuộm màu là như thế nào? Thường là hôm trước là chúng ta đã nói về hai cái thứ, đó là ảnh màu rồi ảnh sáng, đúng không? Ảnh màu thì là chúng ta sẽ mở trong Photoshop như thế này. Đây, ví dụ một bức ảnh như thế này của chúng ta là ảnh màu, đúng không? Và chúng ta sẽ thấy là định dạng của nó là RGB. Thế và lúc mà chúng ta cần thì chúng ta cần phải chuyển đổi nó sang thành hệ CMYK. Tuy nhiên còn một dạng nữa mà chúng ta có thể đưa vào trong bất cứ một cái dạng tài liệu nào, đó là dạng grayscale. Dạng grayscale thì nó sẽ cắt hết tất cả các cái thông số về màu của cái ảnh của chúng ta đi, và nó đưa ra thành một cái dạng ảnh trông giống như là ảnh đen trắng như thế này. Ảnh này thì các bạn đưa lên web cũng được, làm in ấn cũng được, làm bất cứ cái gì cũng được với cái ảnh này. Đấy là ảnh grayscale. Tuy nhiên khi mà đưa cái ảnh này vào trong một cái bảng thiết kế trình bày lên thì trông nó lại có một cái gì đó trông nó rất là không 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 được chuyên nghiệp, không được nghiêm túc lắm. Tất nhiên là in dạng này thì sao? In dạng này thì rẻ, vì là nó chỉ phải in một lượt thôi, in một lượt màu đen, thường là dính đến chữ nghĩa thì là màu đen rồi. Đó, nếu mà ảnh mà cũng không in màu nữa và chúng ta in ảnh grayscale như thế này thì nó cũng sẽ rất là nhanh, chỉ in duy nhất một lượt màu đen là xong. Nhanh, tiết kiệm thời gian, tiết kiệm chi phí. Tuy nhiên nó lại đem lại một cái hiệu quả thị giác tương đối là tồi. Trông nó sẽ giống như là một cái photo, trông nó giống như là những cái tài liệu mà rẻ tiền mà các bạn vẫn gặp, các cái trường hợp là nó dán ở trên bờ tường hoặc là nó phát tứ tung cho các bạn ở chỗ ngã tư đường ấy, xem xong độ khoảng mấy giây lại thả xuống đường thành rác. Thế thì có cái phương pháp nào giải quyết gọi là nó dung hòa giữa cái vấn đề gọi là vừa rẻ tiền nhưng mà nó lại không bị coi như là cái dạng tài liệu rác như thế này hay không? Đấy thì chúng ta còn có một cái phương pháp nữa, tức là chúng ta vẫn không phải là in đủ 4 màu. Đấy, nhưng mà chúng ta sẽ cũng không phải là in một màu như thế này, mà thường là sẽ là in hai màu. Và chúng ta sẽ sử dụng cái kỹ thuật là kỹ thuật nhuộm màu cho bức ảnh. Thế thì để nhuộm màu thì chúng ta cần phải có cái ảnh gốc của chúng ta, đó là cái ảnh dạng chuyển sang grayscale như thế này đã. Bây giờ tôi xếp S nó thành một cái ảnh xám. Ví dụ bây giờ nhập vào đây place này, bây giờ thì các bạn quan sát giữa hai cái ảnh. Một cái ảnh là cái ảnh xám này nhé,
một cái ảnh nữa. Tôi sẽ lấy cái ảnh nguyên gốc lúc vẫn còn màu. Đây, bây giờ chúng ta sẽ thấy là có hai cái bức ảnh, một bức ảnh là ảnh có màu nhé, một bức ảnh là đã cắt màu đi rồi còn xám. Thế và ở trong trường hợp này thì tôi sẽ làm thêm một cái trường hợp nữa, đó là tôi nhuộm cái màu cho cái bức ảnh này để cho nó không hẳn là đen trắng nhưng mà nó cũng không hẳn ra cái màu như thế này. Đấy. Thì cách thức nhuộm của chúng ta thì rất là đơn giản. Sau khi có được cái ảnh đen trắng như thế này dạng grayscale rồi thì chúng ta sẽ mở hộp màu của chúng ta ra đó, muốn nó theo một cái tông như thế nào đó thì chúng ta sẽ bấm vào cái ô màu đấy. Thông thường thì chúng ta sẽ cần phải cho nó có được một cái độ giảm màu xuống đấy, ví dụ như thế này, không để màu nguyên đó, gán một chút màu nào vào thì chúng ta sẽ làm sao đây ạ, đưa vào, nhưng mà sau đó thì chúng ta sẽ làm sao đây ạ? Giảm bớt cái màu này xuống, ví dụ cần màu như thế nào giảm xuống để cho nó gọi là có màu thôi, có một chút màu thôi. Nhìn hai cái như thế này thì rõ ràng chúng ta sẽ thấy rằng nó không giống nhau đó. Đây, ảnh trên là cái ảnh gì đấy, đen trắng hoàn toàn, ảnh dưới là ảnh nó sẽ ngả một chút sang một cái màu nào đó. Tất nhiên không phải trường hợp nào vào như thế này nó cũng đẹp, những cái trường hợp mà màu như thế này thì để mà lên được cái màu mà chúng ta thêm vào ấy thì yêu cầu nó phải tương đối là có nhiều phần sáng một chút thì nó mới có đất để nó diễn. Nhưng mà trước khi mà nói như thế thì chúng ta đặt ra một câu hỏi với nhau một chút là có thực sự là chúng ta nhuộm màu vào trong cái ảnh này không? Thế chúng ta nhuộm màu vào đâu? Tại sao nó lại lên được? Đổ màu vào hộp. À, ok, thế đổ màu vào hộp thì làm sao mà chúng ta lại nhìn thấy nó lại ánh cái màu đấy lên trên ảnh nhỉ? Đây ví dụ tôi chọn cái ảnh này nhé, tôi chọn cái ảnh này, bây giờ tôi cũng làm cái thao tác là cũng đổ màu vào, thế có thấy cái gì không ạ? Đây cái ảnh màu này đó, tôi cũng chọn, tôi cũng bấm vào cái hộp này và tôi đưa các cái màu khác nhau vào, có cái gì ánh lên ở trên cái này không ạ? Không đúng không? Thế nhưng cái ảnh này khi mà tôi cho màu khác vào thì nó lại lên. Thế thì đây là chúng ta đang tô vào hộp hay là ta tô vào ảnh? Tô vào hộp. À, ok, thế tô vào hộp, thế tại sao tôi cũng tô vào hộp này thì cái này nó lại không lên thế nào cả mà cái này lại lên? Chế độ ảnh. Ok, thế đấy chúng ta giải thích một chút lý do tại sao mà chúng ta đưa cái ảnh lại phải là ảnh gray. Ảnh gray thì bản chất của nó chỉ có là một màu đen thôi đấy, và màu đen thì nó sẽ chuyển đổi cái mật độ các cái hạt màu đen ở trên đó nhiều hay ít. Chỗ nào mà sẫm thì tức là mật độ, chỗ nào sẫm thì mật độ màu đen ở những cái chỗ đấy là nó sẽ dày, chỗ nào mà sáng thì mật độ màu đen ở những chỗ đó nó sẽ mỏng, nó thưa, nó ít. Còn đôi chỗ mà chúng ta thấy gọi là trắng sáng chẳng hạn thì có khi chỗ đấy nó chả có một tí tẹo nào các hạt màu, có nghĩa là chúng ta sẽ có những cái tình trạng và chỗ hạt màu dày, chỗ hạt màu mỏng, chỗ thì không có cái nào cả. Và đấy chính là cái tiền đề để mà tôi thấy được cái màu nó hiện lên. Những chỗ mà màu đen các bạn thấy hầu như là màu không lên, đen càng đậm thì càng không thấy màu, chỗ nào mà đen nhạt nhạt thì lấy lên được đó. Thực ra chỗ đấy về mặt nguyên tắc đấy là chỗ hồng.
hoặc là trông nó sẽ giống như cái dây bột đấy, tức là nó chỉ lấm chấm một ít màu đen ở đấy thôi, còn lại những chỗ nào ít màu đen hoặc là không có màu đen thì nó sẽ nhìn xuyên qua. Và thực ra là chúng ta vẫn luôn luôn nhìn xuống, chúng ta vẫn luôn luôn nhìn xuống cái hộp ở bên dưới. Bình thường thì hộp chúng ta chả tô màu cho nên chúng ta sẽ không thấy cái gì. Thế còn hôm nay chúng ta tô màu hộp thì chúng ta sẽ thấy cái màu trong hộp đó. Và tất nhiên để mà thấy cái màu cho nó tốt thì chúng ta sẽ phải điều chỉnh đấy, để làm sao cho cái tỷ lệ cái màu này nó đừng có gắt quá. Gắt quá thì trông nó hơi bị ghê. Ví dụ như này, các mảng nó sẽ bệt, để làm sao cho nó dịu, cho nó vừa, để nó gọi là ánh một chút màu lên thôi. Thì trông như thế này thì chúng ta vẫn bảo đây là có một tí màu, như thế này là không có tí màu nào cả, nó chỉ có duy nhất một màu đen. Thế này là có một tí màu, và tô theo màu gốc nào thì tức là chúng ta đang nhuộm theo cái màu đó. Và bằng cách như thế này thì chúng ta có thể tạo ra những cái ấn phẩm mà nó đen trắng thì không ra đen trắng, màu thì nó cũng không ra màu, nhưng mà cách như thế này thì nó sẽ giúp chúng ta là in nhanh hơn, chi phí ít hơn. Thường thường là nó sẽ ứng dụng trong những cái trường hợp mà chúng ta cũng cần đưa ra nhiều cái tài liệu ra ngoài, nhưng mà chắc chắn in bù 4 màu, thứ nhất là giấy nó đòi hỏi phải tương đối là chất lượng, thứ hai nữa là phải làm đầy đủ tất cả các cái bước, tức là làm phim, làm kẽm các thứ cho đủ 4 màu, in cũng phải in đủ 4 màu, vân vân. Như thế nó vừa chi phí nó đội lên, nó vừa tốn nhiều thời gian hơn để mà ra được một cái sản phẩm. Đương nhiên cái kéo theo của nó là gì, chất lượng nó sẽ cao hơn. Tuy nhiên có những cái thứ mà người ta cũng không nhất thiết là phải làm nó thật là chu trình, hoặc là người ta cũng sẽ cố gắng tiết kiệm để hướng tới là phổ biến được thông tin nhiều hơn. Nhưng mà nếu mà in đen trắng thì gần như là nó sẽ tạo ra một cảm giác rất là tệ về mặt mặt cảm xúc khi mà người ta nhận một cái tài liệu như thế. Thế nhưng mà nhấn nháy một ít màu vào thì nó sẽ gây một cảm giác khác, và đấy là cái cách mà người ta sẽ giải quyết, là người ta đưa cái màu này vào theo cái cách là nhuộm cho đen trắng mà thôi. Đấy. Một lý do nữa là tôi cũng giải thích thêm cho các bạn nữa là thế này, ví dụ như là các bạn bao giờ cầm trên tay xem thử một cái tạp chí dạng làm bạn với máy tính hay là e-chip chưa nhỉ? Thì các bạn sẽ thấy nó có hai dạng số, một số thì một tuần nó sẽ ra hai số, một số thì nó rất là đẹp, đó, nó in giấy dày đủ 4 màu, nhưng một số thì nó in cũng theo cái kiểu gọi là một tông màu thế này thôi. Đấy. Lý do là làm sao? Chi phí rẻ nhất để mà có thể là đến tay được nhiều người. Đấy. Và đấy là cái cách mà họ sẽ cắt giảm chi phí. Tại vì cái báo này thì họ họ làm theo cái tiêu chí là truyền đạt thông tin là chính, họ không đặt vấn đề kinh doanh lên nhiều. Các bạn bây giờ các bạn mua một cái báo hay tạp chí nào đó thì các bạn dở ra các bạn sẽ thấy rất là nhiều các trang quảng cáo bên trong đó, nhiều tờ báo rất là dày, có thể là cái tập tập quảng cáo mà kẹp vào trong báo nó còn dày hơn cả báo chính cơ đấy. Và họ in rất là đẹp, vì sao? Tại vì là cái tiền quảng cáo nó gánh tất cả cái tiền đó rồi, thực ra là họ đã ăn đủ ở trong tiền quảng cáo, và cái in ra đấy họ bán có vài nghìn tờ báo đấy, chẳng qua đấy là họ lấy thêm một ít tiền phát hành thôi, chứ còn cái chi phí sản xuất, chi phí các thứ là họ đã ăn tiền quảng cáo nó đủ hết rồi đấy. Thế nhưng mà những cái dạng tạp chí mà họ chỉ đặt ra mục tiêu là phục vụ thôi thì họ cực kỳ hạn chế cái việc gọi là nhận quảng cáo, hoặc là không có, hoặc là có thì rất là ít, và luôn luôn là liên quan tới cái nội dung mà họ họ làm đấy. Thông tin về tin học, thông tin về ấy thì họ cũng chỉ quảng cáo những cái đồ mà liên quan tới công nghệ đấy thôi, và cũng không quá nhiều. Thế thì chi phí không nhiều, họ nhận được cũng không nhiều, và họ cũng không muốn lấy của chúng ta những cái người mà ví dụ như là họ đặt mục tiêu là những học sinh hoặc là sinh viên, những cái giới mà cũng chưa làm ra tiền nhiều, cho nên là họ cũng luôn luôn là đặt ra cái vấn đề làm sao là ấn bản in ra được nhiều nhất và tới tay người đọc một cách rẻ nhất. Thế thì đây là cái cách để mà họ có thể cắt giảm chi phí. Và thêm một cái lý do nữa là tôi cũng nói luôn là người ta bảo là thế in ra một tông màu này cũng không khó đúng không? Chúng ta quay trở lại với cái bài hôm trước. Tôi có thể là làm một cái thao tác nào đó để tôi
chuyển nó sang thành một tông, đúng không nào? Ví dụ như là hôm trước chúng ta có làm cái thao tác là như thế này, chúng ta nhuộm nó ra như thế này, đúng không ạ? Còn nhớ cái photo filter này không ạ? Ví dụ thế. Bây giờ tôi đưa nó sang thành một cái tông màu nào đấy, ví dụ xanh này đi. Đó. Sau đó thì tôi kéo cái này density cho mật độ phủ một cái sắc màu nó đậm lên, thì tôi bắt đầu nhuộm cái ảnh này theo một cái tông nào đó. Trong Photoshop chúng ta làm rất là dễ, nhưng mà ở đây thì tôi cũng lại phải nói với các bạn về cái cơ cấu làm việc ở trong một cái tòa soạn cũng như là bài vở nó đến như thế nào để các bạn hiểu được cái cách thức làm việc của người ta. Thì một tòa soạn có phải là họ tự viết hết tất cả các nội dung hay không? Thì câu trả lời là không, đúng không? Họ có biên tập, họ có tổng biên tập, họ có phóng viên chuyên, nhưng mà không có nghĩa rằng là phóng viên ba đầu sáu tay để cái gì cũng viết được và cái gì cũng giỏi, cái gì cũng hiểu để viết được cả. Và luôn luôn là họ cần phải có một cái đội ngũ cộng tác viên rất là đông đảo, trong đó cộng tác viên chính thức, rồi cộng tác viên lâu năm có, và những cộng tác viên mới, cộng tác viên qua đường rất là nhiều. Thế thì cái số lượng trang thì nó có hạn thôi, trong mỗi một cái tạp chí hoặc tờ báo số lượng trang có hạn thôi. Thế thì về mặt nguyên tắc thì các cái phóng viên chính của họ sẽ bao giờ cũng được nhận một cái yêu cầu là viết một số bài nào đó, được nhận một số trang nào đó, sau đó thì sẽ đến các cái cộng tác viên mà mang tính gọi là thường xuyên, cộng tác viên ruột của họ, thì họ cũng thường là đặt bài cộng thêm một cái nguồn cộng tác viên mới luôn luôn bổ sung, tức là những người mới đăng ký viết bài gửi về cho một cái tạp chí như thế. Thế thì cái người tổng biên tập ấy thì họ sẽ phải làm một cái việc là, thứ nhất là mỗi một cái số tạp chí, số báo thì họ sẽ ra có một cái chủ đề nào đó, và họ đặt hàng yêu cầu nhân viên, phóng viên của họ làm, và đồng thời cũng yêu cầu các cộng tác viên thân thiết của họ làm bài vở, viết các thứ, sưu tầm các thứ là theo cái chủ đề của từng cái số ra đó. Nhưng mà đồng thời họ cũng nhặt, họ cũng lựa những cái bài của các cộng tác viên ở bên ngoài, cái bài nào phù hợp với lại cái số, với cái chủ đề mà họ muốn làm cái số này thì họ cũng sẽ nhặt, họ đưa vào. Thế thì cái lượng bài đó nó có thể dao động tùy theo bài ngắn, bài dài, bài viết hay, bài viết dở. Tuy nhiên là nó cũng có một cái phần nào đó các bạn cũng hình dung là luôn luôn phải có cái sự ưu tiên cho những cái cộng tác viên thân thiết cũng như là nhân viên ở trong tòa. Đấy. Thứ nhất là để cho họ có được cái đủ cái bài viết yêu cầu trong một kỳ. Thêm nữa là nó còn liên quan tới cái vấn đề nhuận bút, thu nhập các thứ. Thế thì khi đôi khi có một bài mà của cộng tác viên mà lạ, cộng tác viên mới đưa lên, có thể là chúng ta đưa lên nhé. Đấy, đưa lên rồi, định chọn rồi, nhưng mà khi mà có một cộng tác viên mà thân thiết hơn, cộng tác viên ruột mà họ gửi đến thì thường cũng có thể là họ sẽ chen vào cái chuyện đó. Tại vì là cộng tác viên qua đường có thể là một lần họ cộng tác rồi họ thôi, nhưng mà cộng tác viên ruột thì nó vẫn có một cái sự ưu tiên nhất định nào đó ở trong cái quá trình làm. Thế thì đấy là lý do tại sao tôi mới nói với các bạn là họ sẽ chọn cái phương án là nhuộm màu chứ không phải là chỉnh lý ở trong này. Tại vì sao? Một số báo thì có thể họ làm, hôm nay họ làm tông xanh như thế này, ngày mai họ có thể lại làm một cái tông là tông đỏ thế này cơ, ví dụ như thế này, đúng không? Thế ngày kia họ lại làm một cái tông là xanh sẫm như thế này, ngày kia họ làm một cái tông vàng như thế này. Rõ ràng là mỗi một số thì một cái ảnh nó có thể được nhuộm hoặc là được ngả sang một tông nào đó cho phù hợp với lại cái tông của cái báo đó, trong cái số đó. Thế nhưng nếu như bây giờ tôi đã xử lý ảnh xong rồi, cho cái bài đó xong rồi, nhưng lại có một cái bài khác chen vào, thì rõ ràng là cái số này với cái ảnh này sẽ không xử lý được nữa, không dùng được nữa. Đó, tại vì số sau có thể số này là tông vàng này, nhưng số sau cái bài này mà bị đẩy sang thì nó sẽ là bài tông xanh hay tông đỏ đấy rồi. Đấy. Thế cho nên là sẽ không xử lý bằng cách là chỉnh sửa trực tiếp ở trên Photoshop, nghĩa là số này là theo tông nào thì mình chỉnh theo tông đó luôn ở trong Photoshop, bởi vì không có cái gì chắc chắn rằng là cái bài này với cái ảnh này sẽ được dùng 100% cả.
có thể nó bị gác lại, mà đã gác lại mà ảnh bị chỉnh sửa rồi thì công này là công vứt đi, kỳ sau số sau sẽ không dùng được nữa, bởi vì nó thuộc về cái tông màu khác rồi, và lúc đấy chúng ta sẽ phải làm lại. Tuy nhiên nếu như mà các bạn hình dung chúng ta quay trở về cái với cái bài này, đúng không? Tôi quay trở về cái bài này, đây là một cái ảnh đen trắng theo kiểu grayscale, thì tôi thích thì tôi có thể nhuộm nó theo bất cứ một cái tông nào mà tôi muốn, miễn là gì đấy, cái số đó là chủ đề màu gì thì tôi sẽ chọn, tôi đưa nó vào màu đó. Đấy. Chỉ có điều là các bạn hãy nhớ cái ảnh này có lẽ tôi chọn cũng không được chưa được tốt lắm, tại vì là nhìn cái ảnh này thì đẹp, nhưng mà sang cái ảnh xám này thì nó không được hay cho lắm, tại vì là cái phần mà màu sẫm nó hơi nhiều, cái màu của cái phần kia nó ăn lên không nhiều lắm. Đấy. Thế nhưng mà các bạn nhìn thấy rất là hay, đó là gì ạ? Bất kể là cái số tới hay là số này chủ đề màu gì thì tôi chỉ cần là bấm tô vào trong hộp đấy một cái, lập tức là chúng ta sẽ nhuộm được cái ảnh này theo cái tông đó, tức là nó thiên biến vạn hóa tùy vào cái số ra, chứ nó không bị trói vào một cái màu nhất định nào đó. Thì đây là cái cách mà một số trường hợp chúng ta muốn gọi là nó không bị đơn giản quá, nhưng nó vẫn có một chút màu, nó vừa nhanh, nó vừa tiết kiệm, nó vừa tăng cái tốc độ, giảm chi phí lên, thì chúng ta sẽ giải quyết cái cách gọi là đưa hết cái ảnh về ảnh thang độ sáng, sau đó thì chúng ta sẽ đưa nó vào InDesign và chúng ta sẽ tiến hành nhuộm màu nó như thế này. Thế đây là một cái mẹo nhỏ nhỏ thôi. Đôi khi thôi nhé, tại vì là thường nếu mà làm ảnh chất lượng cao hoặc là cái ấn phẩm chất lượng cao thì người ta sẽ làm đầy đủ màu như thế này. Đấy, đây là những cái trường hợp mà chúng ta dành cho những cái ấn phẩm mà nó cũng cố gắng là tiết kiệm chi phí thì người ta mới làm cách như thế này.